Hỏi tiếp theo. Thưa sư, xin sư định nghĩa giúp con như thế nào thì được gọi là pháp thoại. Có một vị thầy đã thuyết những bài xem như em chẳng may. Ai đưa em đi đến cuối đời, cuộc sống em ổn không, người lạ ngang qua, vân vân. Và gọi đó là pháp thoại. Trong khi chẳng hề trích dẫn gì từ kinh, trong những buổi nói chuyện như thế chẳng lẽ cũng được gọi là pháp thoại? Hay đã là một tỳ kheo thì nói cái gì cũng được, xem như thuyết pháp. Mong sư giải đáp giúp con. Nói nó hơi kỳ chứ còn Phật tử Việt Nam mình á, thiếu phước lắm. Cho nên á, là khi chúng ta nghe những cái pháp mà nó cốt, gọi là nước cốt, nguyên chất của mình chịu không nổi. Quý vị mà thử cái lần mà sư nghe một vị pháp sư Miến Điện mà khi vị đó giảng, và đương nhiên sau này các vị khác giảng cũng y chang như vậy. Vị đó làm cái gì? Đầu tiên trích dẫn Pali, sau đó trích dẫn, dịch từ Pali sang cái ngôn ngữ của vị đó. Và ở đây là vị đó dạy bằng tiếng Anh cho nên vị đó sẽ dịch qua tiếng Anh. Trích dẫn Pali trước, nguyên gốc Pali, sau đó đọc nghĩa bằng tiếng Anh. Rồi sau đó vị đó giải thích cái câu đó có nghĩa như thế nào. Và sau đó vị đó lại tiếp tục qua câu tiếp theo, lại trích dẫn Pali, dịch câu đó ra và giải thích ý nghĩa của câu đó. Và khi một vấn đề nào đó, thí dụ như cái người hỏi, họ hỏi vị đó về một vấn đề nào đó, vị đó cũng tuần tự giải đáp vấn đề đó bằng việc là trích dẫn Pali, giải thích bài kinh liên quan và giải thích ý nghĩa của cái bài kinh đó cho cái vấn đề của người đó nghe. Sư nghe sư hoan hỷ dữ lắm. Phải nói là trong suốt một tiếng đồng hồ sư nghe toàn nước cất không, nước cốt không. Mà khi sư nghĩ như vậy, sư nghĩ thôi chết rồi, Phật tử Việt Nam mình phước đâu mà nghe mấy cái này. Tại họ nghe họ buồn ngủ chết, họ nghe họ chịu không nổi. Quý vị thử nghĩ bây giờ một ông sư lên pháp tòa mà đọc Pali, dịch Pali rồi giải thích cái đoạn Pali đó, họ ngủ chết. Cho nên á, cái tâm tư tâm tình người Việt mình nó phải nói là mình còn cần phải rèn luyện nhiều lắm mới nghe nổi nước cốt, chứ còn không thôi là cứ phải pha loãng ra. Và xin thưa đó, chính vì cái tánh mà mình sợ thuốc bắc á, sợ uống thuốc đắng, thì mình cứ pha loãng rồi mình cứ thêm đồ ngọt vô, thêm mật mía rồi thêm mật ong, thêm đường các thứ, riết rồi sau này là người Việt mình bị tiểu đường hết, ham ngọt mà tiểu đường hết. Tức là sao? Bây giờ mình cứ mở lên là nghe pháp là phải kể chuyện cười, nghe pháp là phải nghe ca nhạc, phải hát hò. Nói chung là mình biến một vị pháp sư thành một diễn viên tấu hề ở trên sân khấu, trên pháp tòa. Quý vị thấy cái đó là cái họa chưa? Nó là cái họa đó. Còn nói pháp thì không ai nghe hết. Cho nên á, là cái này gọi là có cung thì mới có cầu, mà có cầu thì nó có cung chính. Cho nên cái sự kiện này là đừng có nói là tại tôi hay tại anh, mà phải nói là tại cả hai. Do cái cách của mình đã nuông chiều và mình mong muốn như vậy, cho nên là nó mới tạo ra những con người như vậy và những người Phật tử nghe như vậy. Tại sao mà quý vị thấy là một cái vị nào đó lên ngồi mà nó hơi buồn, cái toàn suốt buổi đó toàn tấu hề không à, mà ở dưới là Phật tử cả ngàn người, tính bằng cả ngàn người, cười rầm rầm. Họ mê lắm mà họ vô nhiều, họ ngồi nhiều, nghe nhiều thì sao? Họ cúng nhiều. Thì giờ đó thấy không? Ông ngồi ông thuyết pháp đúng thì dẫn kinh, người ta ngồi le que mấy mạng này nè. Mấy mạng thôi. Mà anh ngồi đây mà chịu khó anh ngồi anh tấu hề đi nha. Hứa luôn cả ngàn người ngồi nghẹt ở đây, tiền vô như nước, anh chọn cái nào?
Và con đường sư chọn thì nó có mới có mấy leo que mấy mảng đây. Cho nên á, cái kiểu cũng tâm tư mình như thế nào mình sẽ phù hợp với những con người như thế đó. Cho nên là không có nên trách là tại tôi hay tại anh. Thì nếu như quý vị hỏi mà để là cái pháp thoại đó, mình gọi là để gọi là pháp thoại thì nó phải là pháp và thoại. Nó phải cái hai, cái thứ nhất là pháp, cái thứ hai là thoại. Pháp là nó phải liên quan tới pháp, thoại là nói cái chuyện liên quan tới pháp đó. Ở trong Tăng Chi, Đức Thế Tôn nói để trở thành một vị pháp sư á, vị đó phải nói về cái gì? Phải nói về khổ, nhân sanh khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Phải nói làm sao đó để người ta ý thức được sự nguy hại của đời sống hưởng dục, sự cao thượng của đời sống xuất ly và sự cần thiết để tu tập đưa đến sự chấm dứt sanh tử. Đó mới được gọi là một vị pháp sư. Còn cái cách diễn đạt, cái cách trình pháp, cái cách trình bày thì có thể nhẹ nhàng hoặc nghiêm túc, có thể vui vẻ hoặc không vui vẻ, có thể mềm mại hoặc có thể cứng cỏi, nhưng nó phải nằm trong phạm vi của pháp. Chứ mình không thể làm cho nó ngoài lề được nha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.